Dạ, em xin phép chào bố mẹ ạ. Em là Tuần Mỹ. Hiện tại thì em đang làm bên toán phát triển trí tuệ Franklin. Và hôm nay thì em muốn gửi đến bố mẹ video này để bố mẹ biết thêm về phần mềm của toán phát triển trí tuệ Franklin. Tính năng đầu tiên đó là tính năng nhìn tính. Nhìn tính giúp cho con kiểm soát được bộ dòng và tốc độ tính toán tốt hơn, đồng thời cái hình ảnh của con cũng sẽ tốt hơn. Tính năng thứ hai sẽ là nghe tính. Phần mềm sẽ lựa chọn là con muốn nghe mấy dòng, con muốn nghe tốc độ chậm hay nhanh hay rất nhanh. Trên phần mềm thì có các cái thao tác, có các cái phần hệ kiến thức, và sau đây thì em xin phép bấm vào cái phần mềm và em sẽ làm minh chứng bốn cái phép tính. Phép tính đầu tiên em sẽ làm trên bàn tính và em nhìn vào đây em làm ạ. 1 cộng 3 trừ 2 cộng 5 trừ 1 cộng 2 trừ 1 cộng 2 trừ 5 cộng 5, và kết quả âm chính là em sẽ nhập chính vào phần mềm. Dạ. Nếu như mà em làm đúng thì phần mềm sẽ giơ tay chúc mừng ạ. Và sau đây em sẽ xin làm một phép tính. Đó là em làm trên bàn tính nhưng mà em không cần nhìn vào bàn tính. 1 cộng 5 trừ 1 cộng 4 trừ 2 cộng 1 trừ 2 cộng 1 trừ 2 cộng 4. Kết quả sẽ bằng 9 ạ. Em sẽ nhập chính vào phần mềm. Dạ vâng ạ. Phép tính này đúng trên này, phần mềm đang giơ tay chúc mừng ạ. Tiếp theo thì bây giờ em không dùng bàn tính nữa mà em sẽ gãy ảo tay. Kết quả phần này là bằng 8 ạ. Và cuối cùng thì em sẽ làm, nhưng mà bây giờ mình sẽ không thấy em gãy tay nữa, em sẽ để tay nguyên ở chỗ đây ạ. Bắt đầu ạ. Kết quả sẽ là 3 ạ. Dạ vâng, phần mềm đang gửi tới chính xác ạ.